Tình trạng đau lưng trên nó có thể là dấu hiệu cho thấy là chúng ta bị các bệnh lý về phổi như là ung thư phổi, viêm phổi, đúng không ạ? Ngoài các cơn đau thì còn có các cái triệu chứng như là ho nhiều này, khó thở này, đau tức ngực này, đúng không ạ? Thường xuyên đau tức ngực. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn. Lại là mình, Trung Quang Huy. Hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề đó là gì? Đó là vị trí đau lưng thì nó sẽ biểu hiện những cái bệnh lý như thế nào. Thì chúng ta qua đó chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể hình dung là mình đang bị đau phần lưng trên này thì mình cần phải làm gì? Đúng không? Đang bị đau phần lưng trên thì cần phải làm gì để có thể là khắc phục tình trạng đó, hay là mình đang đau phần lưng trên là tức là mình đang biểu hiện những bệnh lý như thế nào? Thì mọi người hãy xem video này để có thể biết là mình đang ví dụ mình bị đau phần lưng trên này thì nó là biểu hiện của những cái bệnh lý như thế nào các bạn nhá, đúng không? Thì như bạn biết đó, tình trạng đau lưng trên nó có thể là dấu hiệu cho thấy là chúng ta bị các bệnh lý về phổi như là ung thư phổi, viêm phổi, đúng không ạ? Ngoài các cơn đau thì còn có các cái triệu chứng như là ho nhiều này, khó thở này, đau tức ngực này, đúng không ạ? Thường xuyên đau tức ngực, đúng không? Tuy nhiên thì cái vị trí ở phần đau lưng trên này nó sẽ phản ánh cơ thể chúng ta một số bệnh lý sau. Thứ nhất đó là có thể là do chúng ta bị tai nạn, chúng ta lao động nặng, chúng ta bê vác cái vật nặng quá sức gây tổn thương cái nhóm cơ ở phần lưng, phần bả vai, đúng không ạ? Hay là tổn thương cái phần cột sống của mình thì nó sẽ gây tình trạng đau lưng đó. Đấy, thứ hai nữa đó là do tình trạng bị rối loạn khớp, bị viêm khớp gây lên tình trạng đau nhức, đau giấm dứt đó, như kiểu bị kim châm vào ấy, đau kiểu như bị kim châm vào ấy, và các cơn đau thường kéo dài và âm ỉ, đúng không ạ? Và để lâu hơn nó thể lan ra phần cánh tay này, bàn tay này, gây tình trạng bị tê bì tay rất là khó chịu, nó kiểu như kiến nó cắn, nó bò râm ran các bạn đó. Và cái thứ ba nữa thì khi mà ta bị đau phần lưng trên này cũng có thể là do tình trạng bị loét dạ dày, bị trào ngược dạ dày, đúng không ạ? Hoặc là do bị cao tuổi, tức là khi mình cao tuổi thì bị loãng xương, thiếu canxi và cảm cúm đó. Thì đấy là một số các cái bệnh lý mà khi chúng ta bị đau lưng trên chúng ta có thể liên tưởng tới là mình có thể đang bị những điều đó. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải đến bác sĩ thăm khám, đúng không ạ? Phải đi đến thăm khám ở các cơ sở y tế được cấp phép đầy đủ để chúng ta có thể biết rõ nhất là cơ thể chúng ta đang gặp phải vấn đề gì, và các bác sĩ có chuyên môn như vậy họ sẽ đưa ra các cái liệu trình, các cái phương pháp, các cái phác đồ điều trị để cho chúng ta đỡ đau nhức mỏi. Còn cái biện pháp phòng tránh thì chúng ta có thể là có một cái tư thế ngồi làm việc đúng, không làm việc sai tư thế, không mang vác vật quá nặng, đúng không ạ? Chúng ta không đi giày không phù hợp, khi chúng ta lựa chọn giày cao gót chúng ta phải lựa chọn giày phù hợp, chúng ta ngủ đúng tư thế, chúng ta làm việc đúng tư thế thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng đau lưng trên chúng ta giảm, hoặc là nếu chúng ta chưa bị nó sẽ giúp tình trạng đau lưng trên gần như không xảy ra đó. Thì cái video này mình chia sẻ với các bạn về vấn đề về đau lưng trên nó là biểu hiện của những bệnh lý như thế nào. Nếu các bạn thấy hay, đúng không? Thấy video này hay, ý nghĩa thì vui lòng có thể ấn subscribe giúp mình, đúng không? Chia sẻ video này, bởi vì là những kiến thức này nó hoàn toàn là miễn phí nhưng mà nó sẽ có một cái giá trị rất là nhất định đối với những ai cần nó. Đặc biệt là hiện nay ở Việt Nam mình có tình trạng bị đau nhức xương khớp không rõ nguyên nhân rất là nhiều. Thực ra không phải là không rõ nguyên nhân mà mọi người không đủ kiến thức để mọi người biết được là chúng ta đau như vậy là chúng ta đang gặp phải vấn đề gì các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn, mình là Trung Quang Huy. Nhớ ấn like và subscribe YouTube giúp mình nha. Bye bye mọi người.